thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Phong, sinh năm 1961, thường trú tại ấp Thanh Đông, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H28063 do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Lê Văn Phong tại thửa đất số 98, bản đồ 41, diện tích 1.843,7 m2, đất tỏa lạc tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Phong theo quy định của pháp luật.